Xin chào chú bác và anh chị nha. Ngày mới chú bác và anh chị thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe và luôn làm ăn thuận lợi nha chú bác và anh chị. Thì hôm nay có đi chợ nè, mua được hai bó rau lan với dưa leo với sườn cộng nè cả nhà, sườn cộng nè. Giờ chút mình lên mình khìa cho con chút nó ăn cơm cả nhà. Giờ nước cũng đã sôi cả nhà, giờ mình bỏ sườn vô mình chần qua nước sôi cho nó để bớt hôi cả nhà. Còn sườn răng này ngon lắm rồi cả nhà. Nè, răng nè. Đây nè cả nhà, con sườn răng nè. Giờ nãy mình chần qua nước sôi cũng đã xong rồi cả nhà. Giờ mình bật chảo lên cả nhà. Chảo lên để mình khìa cả nhà ơi. À, thịt nãy mình chần qua nước sôi đã xong rồi nè. Mình cho vô tí dầu cả nhà. Mình cho tỏi vô rồi đó cả nhà. Mình cho thịt vô mình khè luôn nha cả nhà. Nó quá lửa, nhỏ lửa rồi cả nhà. Nước nãy mình ướp nè cả nhà. Mình chìm lửa kêu kêu nhỏ nhất nè cả nhà. Giờ bên đây thì mình khìa thịt nè cả nhà, còn bên đây mình luộc rau luôn nha cả nhà. Bắt nước mình luộc rau luôn. Muối cả nhà. Với miếng bột ngọt cả nhà. Rồi xong thì mình đậy nắp lại cả nhà. Giờ nước rau luộc mình cũng đã sôi nha cả nhà. Giờ mình ở nay mình ăn dưa leo luộc luôn cả nhà. Dưa leo luộc với rau lan luộc luôn cả nhà. Thì mình cho vô một lượt đi, một chút rau lan luộc nó chín thì mình gấp rau lan luộc ra trước nha cả nhà. Với leo mà nó chín sau thì mình để sau một tí nữa. Giờ đọt rau lan luộc của mình chín nha cả nhà. Giờ mình cho ra dĩa cả nhà. Xanh quá, xanh quá, xanh ngon cả nhà ơi. Này ăn bổ lắm cả nhà. Ăn rau lan này là khỏi uống thuốc nam luôn nè cả nhà ơi. Chỉ rau lan luộc quá ngon cả nhà ơi.
Giờ bữa nay mấy cha con ăn làm ra dĩa luôn cả nhà, mấy cha con làm ngự dĩa, dĩa ăn cả nhà. Nãy mấy cha con ăn dĩa trong dĩa gì luôn nè. Này thì của Quỳnh Mai cả nhà. Quỳnh Mai thì cho ăn cây xương nè. Để vô đây nè. Một phần. Này thì cho dưa leo vô luôn cả nhà, leo vô luôn. Rau lan nè bên đây cả nhà. Rồi một phần một dĩa. Cái dĩa này rồi cho rau lan vô luôn cả nhà. Một trái dưa leo nữa cả nhà. Rồi xong, bưng xuống ăn cơm này con ơi. Xin mời chú bác và anh chị ăn cơm cùng ba cha con nha. Ba cô chú và các bạn ăn cơm. Mẹ dàn xe ra, mẹ dàn chị. Con xin mời ông bà ăn cơm với con. Ăn cơm với con. Ông bà ơi. Ông bà ơi. Dạ ông bà đi. Dạ ông bà. Con chúc ông bà nhiều sức khỏe. Chúc con chú ông bà nhiều sức khỏe. Làm ăn phát tài. Làm ăn phát tài. Xin mời ông bà ăn cơm với con. Xin mời ông bà ăn cơm với con. Ăn thôi ông bà ơi. Ăn thôi ông bà ơi. Ăn cơm. À, ăn đi con. Hôm nay mấy cha con làm ra dĩa ăn luôn cả nhà. Sườn thì cầm ăn luôn đó nha. Chấm luôn đó mà. Ăn được, cẩn thận. Ra nó này bốc luôn. Ăn rau. Ăn rau nè. Ừ, con có rồi. Bên đây là tương ớt nè cả nhà. Gần sườn non. Tương ớt này ngon à. Hãy dặn nước mắm. Hãy dặn nước mắm ngon. Quá ngon cả nhà. Sao cha làm món này ngon quá. Con ăn cọng rau cho ông bà coi. Mời ông bà ăn rau. Quét miếng tường ớt vào ăn. Ăn của cha rồi. Ăn dưa leo ngon. Dưa leo á. Cứ cần dưa leo ăn đi. Dưa ăn cơm. Sườn này mấy đứa con nó dễ ăn cả nhà.
no. Đâu mấy sườn này no, ăn cũng thường cũng được à. Con đâu vậy? Con lưu hả con? Ừ. Rồi. Đúng rồi con. Ướp thì cũng vừa ăn cả nhà, nhưng mà có ai ăn mặn hay lạ thì sẽ ăn thêm. Không, của em. Của em đó. Của em. Chị chồng ký đưa em ra miệng. Không, của em. Chính cần hết. Cho con ăn sạch dĩa nè, còn cái út này chưa nè. Nước này chan chậm ngon nữa, bình thường nhanh nhanh ngon không ạ. Cái nước nha. À, với em. Với em. Cho nó mềm. Ê nè. Cay á, cay. Nó từ ngót á. Thì clip của mấy cha con đến đây cũng kết thúc rồi. Còn những dịp đầu năm mới thì gia đình xin chúc bà con ở xa gần này thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu bà của chú này con thì hãy cho con một like, cho con có một lần những gì tiếp theo nha. Tạm biệt bà của chú.